Hello, chào mừng 500 em đã đến với Taka Anime. Anh em biết đấy, chắc hẳn là khi mọi người xem anime thì đều bị ấn tượng bởi tuyết nhân vật nhìn lúc nào cũng mệt mỏi và hết sức lười biếng, nhưng khi làm việc lại rất ra ngô ra khoai phải không nào? Hôm nay Taka Anime sẽ tổng hợp lại những cái tên đó trong video Top 10 anime có minh chính nhìn hết sức lười biếng nhưng lại hết sức bá đạo khi nghiêm túc. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Taka Anime thì hãy để lại một đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vị trí số 10, Dramatical Murder, thể loại hành động viễn tưởng Superpower Psychological. Câu chuyện bắt đầu khi một tập đoàn quyền lực đã mua lại hòn đảo Midorijima, Nhật Bản, xây lại thành một nơi sang trọng và để hết những người dân cư ra khỏi đảo. Rip và Rhyme là những trò chơi phổ biến nhất được chơi trên hòn đảo. Rip là một trò chơi học đường cũ, trong đó các băng đảng tham gia vào một cuộc chiến trên sân cỏ với nhau. Trong khi Rhyme là một trò chơi công nghệ tiên tiến, những người tham gia chiến đấu trong một thực tế ảo. Aoba Seragaki không có hứng thú với một trong hai trò chơi. Anh chỉ thích sống một cuộc sống bình yên với bà ngoại của mình và old mate Ren. Tuy nhiên, sau khi bị kéo mạnh vào một trận đấu Ren nguy hiểm và nghe tin đồn về những người chơi Rip biến mất, mọi hy vọng sống một cuộc đời bình thường của Aoba đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Vị trí số 9, Survam, thể loại hành động hài hước drama siêu nhiên Vampire Josei. Mahiru Shirota tin chắc rằng đơn giản là tốt nhất và những điều rắc rối nên tránh xa bằng mọi giá. Thật là rắc rối khi không làm gì cả và hối hận về sau. Và hệ tư tưởng này đã khiến cậu bé 15 tuổi nhặt một con mèo đi lạc trên đường từ trường về nhà. Khi anh chịu mến đặt tên con mèo là Kuro, ít ai biết rằng cuộc gặp gỡ cơ hội này sẽ châm ngòi cho một sự kiện thay đổi phi thường trong cuộc sống hàng ngày của anh. Một ngày nọ, Mahiru trở về nhà thì thấy một điều kỳ diệu, một chàng trai trẻ bí ẩn mà anh chưa từng thấy trước đây. Vị khách không mời mà tiếp xúc với ánh nắng mặt trời biến thành Kuro. Và khi tiết lộ mình là một con ma cà rồng lười biếng, Kuro hứa sẽ rời đi khi màn đêm buông xuống. Tuy nhiên, một thảm họa sau đó đã dẫn đến Mahiru phải khế ước với Kuro, kéo anh ta vào một trận chiến. Vị trí số 8, Densetsu no Yusha no Densetsu, thể loại hành động phiêu lưu phép thuật shonen fantasy. Alpha Stigma được biết đến là đôi mắt có thể phân tích tất cả các loại phép thuật. Tuy nhiên, chúng được biết đến nhiều hơn là đôi mắt bị nguyền rủa, chỉ có thể mang lại sự hủy diệt và cái chết cho người khác. Reiner Lutz, một pháp sư tài năng và cũng là người mang Alpha Stigma, nhưng lại là một kẻ lười biếng, từng là học sinh của học viện pháp sư của đế chế Roland, một trường học ưu tú chuyên đào tạo các pháp sư cho mục đích quân sự. Tuy nhiên, sau khi nhiều bạn cùng lớp của mình chết trong một cuộc chiến tranh, anh ta đã tuyên thệ sẽ biến quốc gia thành một nơi trật tự và yên bình hơn, với những người bạn còn sống và người bạn thân nhất, Cyan Astol. Bây giờ Cyan là vua của Roland, anh ta ra lệnh cho Reiner tìm kiếm các di vật hữu ích để hỗ trợ cho quốc gia. Cùng với Ferris Eriks, một nữ kiếm sĩ xinh đẹp và tài giỏi, Reiner sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm di tích của những anh hùng huyền thoại từ quá khứ và cũng khám phá ra bí ẩn đằng sau đôi mắt bị nguyền rủa của anh ta. Vị trí số 7, Akashic Records, thể loại hành động phép thuật học đường fantasy. Đế chế Asano là nơi có một trong những trường học phép thuật nổi tiếng nhất trên thế giới, Học viện Ma thuật Asano. Tại đây, những học viên trẻ đầy tham vọng trải qua đào tạo để trở thành những pháp sư giỏi. Sistine Fable, một cô gái quý tộc nghiêm khắc và cô bạn thân Rumia Tingle tham gia học viện, quyết tâm trau dồi kỹ năng ma thuật của họ. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi 180 độ khi giáo viên yêu thích của họ đột nhiên nghỉ hưu và Glenda Rush bí ẩn thay thế anh ta. Thái độ lười biếng, thờ ơ đã thế còn mắc bựa của Glenn đối với cuộc sống và ma thuật nhanh chóng khiến anh ta bất hòa với cô bé nghiêm khắc Sistine. Sau đó, các thế lực bất chính ẩn trong những bức tường của đế chế bắt đầu hoạt động,
và Sistine, Rumia và Glenn bị cuốn vào các âm mưu của chúng. Bộ anime này theo chân Sistine, người bị thu hút bởi một lâu đài nổi trên bầu trời, Rumia, người bị ám ảnh bởi một quá khứ đầy rắc rối, và Glenn, người đã từng là pháp sư hoàng gia. Mặc dù hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đã bị cuốn với nhau bởi sợi dây số phận. Vị trí số 6, Nabari no Au, thể loại hành động hài hước drama shonen fantasy siêu nhiên. Im lặng, thờ ơ nhưng tinh nghịch, Rokuzo Miharu, 14 tuổi, là người mang kỹ năng Shinra Bansho, một kỹ năng mạnh mẽ mà nhiều gia tộc ninja mong muốn sở hữu để trở thành người cai trị Nabari. Bạn cùng lớp Koichi và giáo viên tiếng Anh Kumohira của họ đều là những ninja thuộc nhóm bí ẩn của tộc Banten, cam kết bảo vệ Miharu khỏi những kẻ tấn công. Giữ thái độ thờ ơ, Miharu từ chối tham gia câu lạc bộ ninja của họ. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc tấn công, anh không tìm thấy sự lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập nhóm để bảo vệ ở thân. Dần dần, Miharu tiến một bước gần hơn để trở thành người cai trị Nabari. Vị trí số 5, Zetsuen no Tempest, thể loại hành động phép thuật drama shonen fantasy mystery psychological. Yoshino Takigawa, một thiếu niên bình thường, đang bí mật hẹn hò với em gái của bạn thân Mahiro tên là Aika. Nhưng rồi cô ấy chết một cách bí ẩn. Mahiro biến mất, thề sẽ tìm người chịu trách nhiệm và khiến họ phải trả giá vì đã giết em gái yêu dấu của mình. Yoshino tiếp tục cuộc sống của mình và đã không gặp Mahiro trong một tháng, cho đến khi anh ta phải đối mặt với một cô gái lạ giữa anh ta. Yoshino biết rằng Mahiro đã xin sự giúp đỡ của phù thủy tên là Hakaze Kusaribe để tìm kẻ giết Aika và về sự tồn tại của một thực thể được gọi là Tree of Exodus. Hakaze, người đã bị bỏ trên hòn đảo sa mạc bởi chính tay sai của cô, và giờ đến lượt Yoshino và Mahiro giúp cô cứu thế giới, đồng thời tiến gần hơn đến sự thật đằng sau cái chết của Aika. Vị trí số 4, Old Ramen on the Sky, thể loại hành động phiêu fantasy military. Ita Solok, một chàng trai trẻ vô tư, chỉ muốn hai điều trong cuộc sống, một người phụ nữ trên tay mình và một nơi để ngủ trưa. Thật không may, cuộc sống yên bình của anh ta đã bị phá hủy khi chiến tranh nổ ra giữa đế quốc Kativana và Cộng hòa Kyoka láng giềng. Ita và người bạn thời thơ ấu của mình, Yatorishino Exam, người gia nhập quân đội với tư cách là sĩ quan quân đội, nơi mà họ gặp lính bộ binh Matthew Tetozirichi, xạ thủ Toway Ramion và bác sĩ Haruma Becker, trên một chiếc thuyền đi đến địa điểm quân sự. Tuy nhiên, sau một cơn bão đánh chìm tàu của họ, 5 người trong số họ dừng lại ở lãnh thổ của kẻ thù gần một tiền đồn quân sự. Ở đó, họ phát hiện ra rằng người thừa kế ngai vàng Kativana, công chúa Chamil Kitara Kativamaninik, đã bị bắt cóc làm con tin. 5 người có thể giải cứu cô, và như một phần thưởng, mỗi người trong số họ được trao danh hiệu Hoàng gia Hiệp sĩ, một trong những danh hiệu cao quý nhất mà mỗi người lính có thể nhận được. Dường như Kita sẽ quên đi giấc mơ về sự yên bình của mình, vì giờ đây anh đã trở thành một người hùng mà anh ta không bao giờ muốn trở thành. Vị trí số 3, Gate, thể loại hành động phiêu fantasy military. Khi một cánh cổng từ một thế giới khác xuất hiện ở Ginza, Tokyo, một quân đội lính và quái vật đã xuất hiện tấn công thành phố. Nhờ có lại vũ khí và chiến thuật tiến xa hơn so với họ, lực lượng phòng vệ Nhật Bản JSDF dễ dàng đánh bại kẻ thù, rồi sau đó chính phủ ra lệnh cho họ đi qua cánh cổng
và thiết lập một căn cứ quân sự để buộc thế giới bên kia cánh cổng phải đàm phán vì hòa bình cho hai phía. Yoji Itami, một thanh niên sống với tiêu chí làm việc chỉ để hỗ trợ cho sở thích otaku của mình, là một sĩ quan JSDF bị ra lệnh đi điều tra về thế giới bên kia cánh cổng, một nơi kỳ diệu, nơi mà rồng và yêu tinh có thật. Và anh ta sử dụng kiến thức của mình về những câu chuyện fantasy mình đã đọc để thực hiện theo cách của riêng mình trong thế giới này. Vị trí số 2, Hyouka. Thể loại học đường đời thường Mystery. Câu chuyện xoay quanh Hotaro, người có cách sống khá xa cách, thờ ơ, luôn tìm cách để tiết kiệm năng lượng hết mức có thể. Cậu bị chị mình ép phải gia nhập câu lạc bộ văn học. Tại đó, cậu đồng hành cùng với các thành viên câu lạc bộ của mình. Satoshi Fukube hiểu biết, Mayaka Ibara nghiêm khắc nhưng hiền lành, và Eru Chitanda luôn hiếu kỳ về mọi thứ. Và họ tìm thấy một quyển tập có tên là Hyouka tiến gần đến với những bí ẩn trong quá khứ. Với bản tính hiếu kỳ của cô bé Chintada, cuộc sống tiết kiệm năng lượng của Hotaro đã thay đổi để giải quyết những bí ẩn cùng với những thành viên trong câu lạc bộ của mình. Vị trí số 1, Gintama, thể loại hành động hài hước shonen lịch sử viễn tưởng parody. Người Amato, người ngoài hành tinh từ ngoài vũ trụ đã xâm chiếm trái đất và chiếm lấy Nhật Bản tới phong kiến. Kết quả là một lệnh cấm đối với kiếm đã được thiết lập và các samurai của Nhật Bản giờ đây bị khinh rẻ, coi thường. Tuy nhiên, một người đàn ông, Gintoki Sakata, vẫn sở hữu trái tim của samurai. Mặc dù có tình yêu với đồ ngọt và là một Yorozuya, người ta chẳng mong đợi được gì. Đồng hành cùng với anh trong công việc toàn năng là Shinbachi Shinmura, cậu bé đeo kính với trái tim mạnh mẽ. Kagura với chiếc ô và cái bụng dường như là không có đáy, cũng như là Sadaharu, chú chó cưng quá khổ. Tất nhiên, những công việc kỳ quặc này không phải lúc nào cũng đơn giản, vì chúng thường xuyên gặp phải cảnh sát, phiến quân ragtag và sát thủ, đôi khi dẫn đến những hậu quả hài hước nhưng đáng tiếc. Trên đây là top 10 anime có main chính nhìn hết sức lười biếng nhưng thực sự hết sức bá đạo khi nghiêm túc mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video hôm nay cũng là hết mất rồi. Nếu mình đã vô tình bỏ qua cái tên nào thì các bạn hãy để lại bình luận cho Taka Anime biết nhé. Thêm vào để nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh Taka Anime ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!